dùng vào sản phẩm này là đầu tiên các bạn sẽ thấy có cầu, bởi vì khi mà chúng ta dùng các cái dầu đầu vào hóa chất thì nó dần dần là cái da đầu chúng ta nó sẽ dày lên và nó sẽ cho nên là nó ngứa rồi là nếu gãi như này này là nó sẽ ra tóc, còn nếu không gãi thì nó cứ thế mãi. Thế nhưng mà khi mà dùng những cái sản phẩm này thì bao giờ cái lần đầu, cho nên bao giờ mình có những cái khuyến cáo là khi mà đang dùng từ hóa chất và dùng sang cái thảo dược này thì đầu tiên là nó sẽ có hồng rất quan, bởi vì sao, bởi vì nó sẽ lôi tất cả những cái da đầu mà nó đã tóc cách ở cái chân tóc ra, và nhưng mà khi hết cái đó lại không bao giờ có hồng nữa đấy, thì khi đó nó bắt đầu cái này nó mới thấm xuống dưới cái chân tóc thì nó thấm vào da thì sau này không còn hồng nữa. Nhưng mới đầu dùng cái này bao giờ nó cũng phải lôi hết tất cả những cái bẩn trên đầu da đấy, nó gọi là hồng. Thời gian đầu thì có ạ, bảo chị là cứ yên tâm, nhà không ngại, xong thì chỉ một vài lần nữa là coi như là hết đầu luôn, dùng cái này là không xong, không bằng nữa nhé.